Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn online của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, bao cao su và thuốc tránh thai hàng ngày là hai biện pháp tránh thai an toàn phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, việc lựa chọn bao cao su hay là thuốc tránh thai vẫn khiến rất nhiều cặp đôi đắn đo và khó giải quyết được, vì biện pháp nào cũng có những ưu nhược điểm riêng. Vậy làm thế nào để đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình? Trước hết, hãy cùng chúng tôi làm một phép so sánh về ưu nhược điểm của từng loại biện pháp này nhé. Bao cao su được biết đến là một phương pháp ngừa thai an toàn với những ưu điểm như khả năng tránh thai lên đến 95%, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, dễ sử dụng, đơn giản, nhanh chóng, không cần phải có sự chẩn đoán hay kê đơn từ bác sĩ, không gò bó về thời gian sử dụng, thông tin tham khảo phổ biến, dễ dàng tìm mua. Tuy nhiên, một số người dùng không chuộng biện pháp này do lo ngại bao cao su không mang đến cảm giác thật như khi không dùng, gây mất khoái cảm, giảm sự thăng hoa. Việc đeo bao làm gián đoạn cuộc yêu, làm giảm hưng phấn và chất lượng quan hệ. Nếu sử dụng không đúng cách, có thể làm thủng, rách, trơn tuột trong quá trình giao hợp, mất đi hiệu quả bảo vệ vốn có. Luôn phải mang theo người để sử dụng. Bên cạnh bao cao su, thuốc tránh thai cũng là biện pháp được nhiều người ưa chuộng vì những ưu điểm sau. Hiệu quả tránh thai cao nếu người dùng tuân thủ giờ giấc, dùng thuốc theo đúng yêu cầu. Có thể bắt đầu cuộc yêu bất cứ lúc nào và không lo gián đoạn để dùng phương pháp bảo vệ. Không ảnh hưởng tới cảm giác thật của hai người khi quan hệ như khi dùng bao cao su. Người dùng có thể mang thai an toàn sau khi ngừng sử dụng thuốc. Tuy nhiên, nếu lựa chọn sử dụng thuốc tránh thai, phụ nữ cũng nên lưu ý những vấn đề sau. Sẽ giảm hay mất hiệu quả bảo vệ nếu người dùng quên uống thuốc đúng lịch trình, gây các tác dụng phụ ở một số người trong thời gian mới bắt đầu dùng thuốc. Thuốc tránh thai không có hiệu quả bảo vệ lây nhiễm các bệnh tình dục. Phần lớn nam giới mong muốn phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai để đảm bảo an toàn và không gây cản trở về xúc cảm khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, bao cao su lại là lựa chọn an toàn hơn hẳn bởi khả năng bảo vệ 2 trong 1, vừa ngừa thai lại phòng tránh được các bệnh về quan hệ tình dục. Như vậy, dựa trên mong muốn của bản thân, người dùng nên cân nhắc lựa chọn phương pháp nào thật sự phù hợp với chính mình và không gây ảnh hưởng về sức khỏe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho những ai còn đang phân vân không biết lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp có thể có được quyết định của riêng mình. Chuyên mục tư vấn online ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.